Xin chào cả nhà. Hôm nay thì cô sẽ chịu trách nhiệm quay phim cho buổi tiệc này. Bữa nay thì anh Năm và chị Năm tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho bé My. Cô xin chào cậu Tư, mợ Tư, cậu mợ Bảy, cậu Út, mợ Út. Dì Chính thì còn ở bên Việt Nam. Cô xin chào dì Chính. Dì Mười thì tuần sau sẽ trở về đây. Cô xin chào dì Mười. Và xin chào toàn thể các anh chị em họ, anh Tư, anh Năm, tất cả mọi người luôn. Những anh chị bên Việt Nam nữa, nếu mà có xem được video này thì con xin chào hết tất cả mọi người. Hôm nay thì con sẽ quay để chia sẻ buổi tiệc này cùng với mọi người nha. Khu nhà của anh Năm. Mình phải đậu xa tại bữa nay có tiệc á. Có nhiều xe đậu ở đây lắm. Đây là cái xe mới của anh Tư mới mua nè. Mình muốn giới thiệu với gia đình của mình. Chiếc Audi. Dạ, con mới lên. Dạ, con còn năm. Dạ. 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 Xe chạy bằng xăng ha. Ừ. À. Tưởng xe điện chứ. Đang chờ thôi, đang chờ chứ. Hậu, hậu chị đã tới. Hay không? Chờ nha. Oh my god, you're so big right now. Okay. Oh. Your head looks different. Yeah. Yeah, I grow my hair. Yeah, yeah. It's okay, it's good. Ủa con, tay hả? Chờ cái mắt đó. Ờ, đi, bác ơi, chạy bên chụp con gì nha. Ngoài trước nhà của anh Năm có trồng cái trái dưa mà không biết là dưa gì nữa. Trái chút. Hai con bi, hai bi birthday con. Thank you. Để con bổ cho con nè. Thấy. Cho đến. Cảm ơn. 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 Cả
bà biết là bà không biết ấy. Ê, bà không biết ấy. Feels like something. Bà không biết ấy. Cái nó có mặt đó. Cảm ơn chú Thảo. Hôm nay con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. Sắp biết năm rồi. Có chết rồi đi mà. Đi học đi. 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 Ăn gì chị làm cho ăn đi, em muốn quên là ăn qua trường phòng hay gì. Mình qua đây mình quay mấy người phụ nữ dọn dẹp này. Trời ơi, em quay phim hả? Xong đó để chị soạn. Bên em thấy ai cũng đẹp mà. Bữa nay là có hai món chính, bún măng vịt với lại thịt bò gì quên rồi chị. Thịt bò nấu pate chấm với mì. Còn lại cái món phụ là chè với lại chè thôi. Chè bắp, xăm củ lượng, bánh khoai mì, bún chả giò, bánh bèo, chả giò, chồn, thịt chồn. Birthday girl, want to say something on your birthday? I thank you. Thank you. Ủa, con đổ hết rồi con. Mẹ bự quá. Quá là bự hơn cô ba, bự hơn cô ba rồi. Thôi bự hơn cô ba rồi. Bự hơn chứ nữa. Bây giờ mình kiếm gì đó mình múc mình ăn. Đang đạp xe đạp gần đó. Bây giờ hồi nãy giờ thì mình ở trong đó mình uống bia với lại ăn cùng với lại mấy anh với lại mấy chú mấy cậu. Đúng rồi. Mình nãy mình ăn được hai món rồi, mình ăn món thịt bò với bánh mì, bò khoi bánh mì với lại ăn gỏi khô bò, được hai món rồi. Còn chè với lại còn bún măng vịt nữa mình chưa có ăn. Ủa tệ quá. Mình đi làm về xong rồi mình tắm rửa thay đồ tứ bông xong mới chạy lên đây. Mình tới trễ nên không có quay hết được những cái quan khách ở đây. You got leaving? Yeah. That's early? Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you for coming. Đúng rồi, để chân người sao đẹp hơn. Tại vì bởi vì mama nói em đổi chân thử coi nó có khác không cái thế. Mà xe đẹp ha. Xe đẹp nhí hả? Xe ngồi lên nào. Chị muốn chị ba chụp cho nhìn. Chị ba chụp cho Ngọc mấy tấm nhìn ngầu lắm á. Thôi có xe này mà chạy Việt Nam đã. Ngồi lên xe chụp hình luôn á. Xe gì? Xe bút rồi đó. Xe mấy chục ngàn à? Ừ. Audi á. Chị ba có chụp không? Chụp chưa? Chị ba ngại. Chị ba ngại. Đã ghê. Ủa hình như xe bánh này cho bánh hơi mềm. Xe này không có ghế sau thôi, gặp ghế sau Ngọc chạy chị ba ngồi được rồi. Tần tần. Cũng không có chỗ đứng đâu. Ủa mà có người ta? Không. Này đâu đứng được đâu. Đứng được không ta? Bẻ ra được chị ba. Bẻ nó qua, bẻ ra ngoài. Ờ. Xe thấy có một bên. À không phải, cái đó hình như nó dặn ra đó. Chứ không phải chỗ đứng Ngọc ơi. Đúng rồi. Người ngầu là đi một mình nữa. Ngừng.
Xe này nhiêu vậy anh Năm? Anh Năm! Gì? Xe này nhiêu? Xe này hả? Ừ. Hình như 500 á. 500! Ngọc muốn mua lỡ anh Năm. Thôi trời. Nè, cái hiệu này nè. Cái hiệu này á là hàng Len Armstrong á. Nó hàng mà lên bạc trắng hả? Hả? Không phải. Len Armstrong, chỉ lên bạc trắng. Neil Armstrong. Rồi. Thằng Len Armstrong là chạy xe đạp mà giỏi nhất của thế giới á. Vậy đúng anh Pháp thì phải. Đâu đâu. Cái Len anh đúng rồi, cái chạy xe đó là ở bên Pháp. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó nhưng mà nó ở bên đây. Nó theo cái hiệu này nó quảng cáo cho cái hiệu này, nó chạy xe này nè. Xe này 500 ha. Dạ. Yeah. Oh my god. Để sắm chiếc nè. Ở ngoài Voice America đó, nó có cái hiệu này, có cái chỗ nó bán xe này nè, chạy ra mua. Voice America ở đâu anh? Voice America Action 22 á cưng. Action 22. Action 22 á. Ngay chỗ thi dây mát rồi. Em lắng chị ba ơi. Em có rồi, mắt không có. Có chứ sao không? Bên đây mắt vậy anh 500. Ngọc chống chân tới hả Ngọc? Cái dễ quá. Như mình nâng lên mình hạ xuống được. Đúng rồi. Không mà bánh bự chứ. Cái yên này khó cái bánh nhỏ. Cái bánh nhỏ là mới đua. À đúng rồi, cái này dễ nè. Còn cái bánh bự là để túi. Cái này xuống được nữa. À, mà xuống được nữa sự kéo của bé Ngọc dướng vô cầm đang chạy sau cái áo bài mất tiêu. Rồi chiếc xe này sao nó nữ tính quá vậy? Quá trời vô người chạy đó. Cái xe đó giống cái xe Martin bên Việt Nam đó thôi. Nhớ cái xe Martin không? Đúng rồi. Cái xe nó cũng giống vậy. Xe của Nhí hả? Giống xe của Nhí mua hồi xưa, cái xe bạc của Nhí. Hồi đó. Bé này chạy nhanh xe mới nhiều quá. Ngao có chửi nha chứ Âu Đi với Ngọc quẹt của anh là khóc không 80.000 á, né né đó nè. Mấy cái xe mất tiền chạy ngay cũng đổ rồi. Ủa vậy anh ta bán cho cũ anh ta hay là còn để luôn hả? Em thấy còn một chiếc lấy sụt với chiếc của anh còn đang chạy còn ra. Ủa chị tưởng nó lấy xịt mà đúng không? Lấy xịt của vợ rồi. À. Bữa anh Trường nói cái ai trồng cái gì, trái gì, trái dưa hay gì? Trời, ba đồng hả? Dưa đã lắm rồi. Dưa gì? Dưa leo hay dưa leo? Dưa gán. Để coi Vinh Thanh nói vậy dưa không? Này làm gì? Nấu canh hả? Đậu cái dưa mà... Cái dưa cái vàng á, nó được dưa xanh á. Cái dưa mà dưa xanh hả? Ừ, đúng hả? Dạ. Nó đó. Mà sao có nha nó ngộ vậy? Chưa còn non. Ừ, nó còn non hèo, nó ra vậy. Hình như ngọc cao một chút, ngọc cao một chút. Hai đứa đi ra ngoài y hai chị em. Mày chưa lớn hết mà, giờ vẫn cao mà. Chưa lớn hết, 25 rồi, hai mấy tuổi rồi mày. Ở nhà con hình như con chim nó cũng thay cái hạt bông hướng dương. Xong nó rớt xuống. Năm ngoái đâu có cái cây nào đâu. Năm nay tự nó mọc lên đúng một cây. Xong rồi nó ra cái bông, nó ra nhỏ xíu vậy nè. Cái bữa sau bị con nai lợn ăn. Sáng dậy hay mất tiêu. Ủa bông mà nó cũng ăn nữa hả? Có nhiều cây nó kỵ con nai. Còn có nhiều cây nó ăn. Nhiều cái đâu nữa. Chứ mày nghĩ sao tao mua bác? Bác ăn thôi. Em đụng cái mấy cái bảng em vậy em trả tiền. Hai rồi 32 rồi. Hả? Ơi, kiếp rai là nếu mà mình chạy xe mình chạy mình lủi vô đó là mình phải né qua. Bên kia cái bảng kiếp rai. Ngay chỗ cái storage của anh á. Nhà kho của anh. No, my cousin is together. I was that yellow. No. You got wings. Ôi trời trời cho cái này nha. Hey, mom. Look at this one. Look at this one. Bây giờ là tới màn đập kẹo. Cái nhà
Bây giờ tới màn đập kẹo của mấy đứa nhỏ. Rồi, quay chỗ nào nữa hết á, nó dừng lại chỗ đó xong nó đập chỗ đó thôi. Thấy không? Không, không thấy đâu. Em giờ quay coi nó định hướng chỗ nào, nó muốn dừng chỗ nào á, nó dừng chỗ đó, không quay đâu hết. Keep spinning. Stop. Con kêu dừng thì dừng. Keep. No, no, wait, left over. Keep spinning. Keep spinning. Okay, now stop when you want. Go. 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 Happy birthday, me. Hi. Hello, hello. Okay? I don't think I spin three times! Spin three times!
turn him around 10 times. Oh my gosh, you're gonna make me dizzy. No, oh, wait. He's very big. Keep going. Turn around 100 times. Wait, where is it? Okay, stop, and here's the pole. Stop it, please. No, turn around. No, 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 hold on. Nah, cái này nè. Feel it? Yeah. How? Feel it? You feel it? Okay. Nice. Wait. You feel it? I got so much Twix too! We got five Twix! You wanna combine?
Oh yeah, sorry, we can't combine. All I got was Tootsie Rolls. All I got is Airheads. I got lots of Airheads too. I got a lot of Tootsie. You don't have any Tootsie Rolls? Thank you for coming. I have all Tootsie Rolls. I'm like two. I'm gonna test if people like Airheads. No! Hey Logan. Hey. Say something. Is this fun? Look at all the candy. Show me the candy. Show me your candy. Pick it up. Pick I it got up. These. Okay. No. Do I am cold? He already got some. Oh. It's like under there. He's got some. Nè, không có vải lấy miếng giấy mày thử đi ha. Nè, bật chim dịch lên nè. Đó, xuống. Rồi, có vậy thôi. Con chỉ với mình gắn ở đây. Nè, chỉ có sẵn nè. Y như là chuyện nào muốn thay chỉ á. Đổi chỉ với mình giúp nè. Cảm ơn nha. Ông về vậy cảm ơn nhiều nha. Quá vậy. Tụi con ăn ngon quá chừng. Có gì đâu. Cảm ơn chị Hương. Dạ dạ. Con về. Bye. Ốc về bên đây. Kìa, dưa hấu một cân kìa. Chắc để ăn chị ăn. Không, nhờ cái chị Diễm chừa đâu hết rồi. Chừng đó ấy đâu, nó bắt con bỏ tội lấy. Kiếm chỗ đèn sáng coi. Chỗ nào sáng, chỗ này sáng chưa? Hơi bị tối. Bây giờ tiệc tàn rồi, bây giờ mình đi về, chở ba mẹ về. Bye. Rồi rồi miết nha. Mỗi lần rồi vậy 5 đồng. Mỗi lần rồi vậy 5 đồng.